Thưa quý vị, hàng chục năm nay, người dân sống tại kiệt 159 đường Phó Đức Chính, đoạn nối dài từ phường Băng Thái đến phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, gặp rất nhiều khó khăn trong quá trình tham gia giao thông cũng như sinh hoạt hàng ngày. Phản ánh của phóng viên thời sự. Theo phản ánh của bà con, hễ trời mưa thì đường lầy lội, mặt đường xuất hiện nhiều ổ gà, còn trời nắng thì chỉ cần có xe chạy qua là bụi mù mịt. Điều này khiến cho việc tham gia giao thông của bà con gặp rất nhiều khó khăn. Tôi ở đây là 30 năm rồi, mà bây giờ lấy vợ, lấy chồng, sinh con rồi mà vẫn con đường đi vẫn chưa làm được. Đó, rất cực. Nói chung sống con đường đi rất cực, cực dễ sợ luôn. Đi vô đi ra là con học nước, đây té, cá cá thì trở bà, cá thì đây bộ, té đây té xuống. Rồi yêu cầu anh nhà nước phải làm cho cắt bỏ cái đường cho dân đây. Thực chất mà nói là chi bộ rồi thì mặt trận cũng như các tổ trưởng đó, kêu rất nhiều, mà ở đây là cứ nói là hứa năm này năm kia, từ năm 2003 đến giờ mà cứ để thế này thì dân không yên tâm. Con đường này kéo dài hơn 1 km. Ngoài đường đất gồ ghề, nhiều nơi mặt đường cao hơn nhà dân. Hệ thống thoát nước bị vùi lấp nên mưa lớn nước tràn vào nhà dân. Chính vì sống trong môi trường không đảm bảo nên đã xảy ra tình trạng một số người dân bị dịch sốt xuất huyết. Ở đây là mùa mưa là nó ngập, sinh ra cái bệnh dịch, nhất là cái dịch là sốt huyết. Cũng xuất phát từ cái chỗ đấy, vì là cái thoát nước không có. Đã nhiều lần, bà con khu dân cư kiến nghị lên chính quyền các cấp. Thế nhưng, cũng chừng ấy thời gian, bà con nhân dân nơi đây mong mỏi trông chờ, mong có con đường mới khang trang để bà con ổn định cuộc sống.